đình Hải Từ, tù chủ nhân chính trị Hải Từ Bình Điền tại Bắc Cali. Xin mời tất cả quý vị, các cái diễn viên trong cái nhạc cảnh này đó, xin mời chuẩn bị và chúng ta sẽ bắt đầu sau một vài lời giới thiệu. Trước hết chúng tôi xin mời anh Lê Hùng Nga, là hội trưởng của gia đình của tù nhân chính trị Hải Từ Bình Điền Bắc Cali, lên đây để có đôi lời chúc mừng cho cái ban tổ chức này. Chúng tôi cũng nhân đi xin được mượn vài phút trong cái chương trình nhạc cảnh này để có một cái quà tặng dành cho ban tổ chức. Và chúng tôi kính mời anh Lê Hùng Nga, là hội trưởng hội Hải Từ gia đình của tù nhân chính trị Bình Điền Bắc Cali. Xin mời anh Lê Hùng Nga. Và kính thưa tất cả quan khách, kính thưa tất cả quý vị và kính thưa tất cả bạn tù chúng ta Hải Từ Bình Điền tại Seattle và trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Những dịp ngày hội ngộ năm nay, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng sức khỏe đến tất cả quý vị và tất cả các bạn. Và món quà chúng tôi muốn tặng để nói lên cái tình cảm thân thương của anh em chúng ta cựu tù Hải Từ Bình Điền khắp nơi đã tù hồi về đây. Và chúng tôi cũng quên cảm ơn ban tổ chức đã thành công trong cái chuyện tổ chức, trong việc tổ chức ngày hôm nay rất là thành công và thành công rất là tốt đẹp. Chúng tôi có món quà để lưu niệm, để tặng đến ban tổ chức, để đánh giá ngày họp mặt hôm nay là một ngày vui và đông đúc chúng ta. Và xin mời ban tổ chức đại diện và lên đây thì chúng tôi xin tặng món quà này và cái sự ủng hộ của gia đình cựu tù nhân chính trị Hải Từ Bình Điền chúng tôi. Xin mời ban tổ chức này. Kính thưa anh Trần Việt Dương, trưởng ban tổ chức ngày hội ngộ Hải Từ Bình Điền năm nay tại Seattle, Washington. Tôi đại diện cho anh cựu tù nhân chính trị Hải Từ Bình Điền Bắc California xin tặng đến anh một quà lưu niệm và sự ủng hộ gia đình chúng tôi để xin nhận nhận và cảm ơn tất cả các anh em. Và đây là một cái logo của gia đình cựu tù nhân chính trị Hải Từ Bình Điền của Bắc California. Chúng tôi chúc mừng ngày hội ngộ Hải Từ Bình Điền toàn quốc tổ chức ngày July 234 năm 2011 tại thành phố Seattle, Washington. Ước mong tình bạn cựu tù chúng ta mãi mãi thắm thiết và cùng sống mãi với nhau. Và xin cảm ơn chưa. Và sau đây là một tặng phẩm về sự ủng hộ ngày tổ chức ngày hôm nay của gia đình chúng tôi. Xin mời anh nhận. Được hết, tôi xin cảm ơn hội Hải Từ Bình Điền Bắc Cali đã tặng cho gia đình Hải Từ Bình Điền quan tên cái kỷ vật. Tôi xin đại diện anh em tiểu ban quan tên cảm ơn hội Bình Điền Hải Từ Bắc Cali. Để chiến thương ngân phiếu của hội của tôi như tù nhân chính trị Hải Từ Bình Điền Bắc Cali 300 đồng. Xin thành cảm ơn các anh. Và sau đây chúng tôi sẽ gửi lại những hình ảnh của một thời đã qua của chúng ta nghiệt ngã trong lao tù cộng sản mà chúng tôi mà mùi những ở đây về cái nhà lá vườn. Để những hình ảnh này chúng ta nhớ lại những ngày chúng ta cùng khám khổ, cùng chịu đựng và cùng nghiệt ngã dưới cái sự mà hành hạ của cộng sản xâm lược. Hôm nay chúng tôi xin trình bày nhạc phẩm và hoạt cảnh bà mẹ quê và chúng tôi sắp bắt đầu. Kính thưa quý vị, xin các cái diễn viên của mình nhé. Xin mời mẹ già gốc đất trồng khoai, nuôi con vất vả đêm ngày, cho dù áo rách sờn vai, cơm ăn bát vơi bát đầy, lòng mẹ thương con như biển Thái Bình dạt dào, lời ca ngọt ngào nói về mẹ,
Đúng vậy, mẹ một đời nhẫn nhục nuôi con từ lúc còn bé đến khi trưởng thành bằng dòng sữa ngọt ngào. Mẹ một nắng hai sương từng tạo sớm hôm vì con vì chồng. Mẹ đôi vai nặng trĩu vất vả gió sương khổ cực trăm chiều. Với mẹ trên hết là tình yêu, là sự hy sinh trọn vẹn cho chồng cho con, nên mẹ gánh hết mọi nỗi ưu phiền. Nhưng tưởng bà mẹ quê sẽ hứa hướng thái bình bên con cháu cho tới lúc răng lông đầu bạc, thì chiến tranh lại tràn về, các con mẹ lần lượt lên đường tổng quân, đưa cao nguyên, đưa tận đông hà, đưa kỳ thiên miền giới tuyến, đưa tận cà mau cuối vùng đất nước. Việc bao sầu muộn đến các bà mẹ của các linh kiến lo sợ những điều nghiệt ngà trong tim để với con mình kể cả mạng sống. Đó là những tiếng súng, đó là những tiếng súng. Và những khi những tiếng súng bay về, ở đâu cũng tròn vang tiếng súng, thì bà mẹ quê cũng khó thức giấc, ngồi tựa vào vất, mắt nhắm, tay cầm tràng hạt, miệng đọc thầm thì lời kinh niệm, hay lần chuỗi vân côi cầu xin thượng đế ban ơn phước cho đàn con bình yên nơi vùng lửa đại. Mưa dầu trong đoạn nghìn cây của những tháng đợi năm chờ sắp tới.
dè dè chắc chiêu từng đồng tiền góp nhặt để dành thăm nuôi chồng, thăm nuôi con là những ân tình xứng đáng đáng ghi mãi trong suốt cuộc đời của những người tù cải tạo chúng ta. Hình ảnh mẹ của vợ trong những tháng ngày là tuyệt vọng tình yêu mà không một người tù chúng ta quên được cả. Xin được hôn lên mái tóc điện xương, xin được hôn lên phần tráng ưu phiền, xin cho tôi đôi mắt khéo hôn, năm tháng mỏi mòn chờ người xa vắng, cho tôi nâng niu bàn tay chai sần, vì chồng vì con một đời vất vả, cho công dân mẹ đã hoa như lại đó hoa tuyệt vời tặng tay lòng con, cho anh tặng em một đóa hồng tươi, đóa hoa nghĩa tình còn đời chung thủy. Xin cảm ơn.